Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu đây là lần đầu tiên mọi người ghé thăm channel của mình thì xin chào, mình tên là Quỳnh Trang. Trên channel của mình thì mình chia sẻ cực kỳ nhiều những công thức nấu ăn vừa ngon miệng vừa đơn giản. Và ngoài ra thì mình còn có một series nữa mà mình chia sẻ tất tần tật những gì mình biết về du học Pháp. Bởi vì mình ở Pháp tính đến thời điểm này đã là hơn 6 năm rồi. Nếu như mọi người thích những video chủ đề này thì mọi người đừng quên subscribe channel của mình ở phía dưới và click biểu tượng chuông ở phía bên cạnh để có thể nhận được thông báo mỗi lần mình up video mới nhé. Hôm nay trên channel của mình thì chúng mình sẽ cùng ngồi xuống và nói chuyện với nhau về một chủ đề cực kỳ hot, một chủ đề gần đây thôi mà đã gây xôn xao 2 ngày nay ở trên các trang báo mạng này, các mạng xã hội và các hội sinh viên Việt Nam tại Pháp. Đấy chính là về việc Edouard Philippe hay là Premier Minister của Pháp công bố về việc thay đổi chính sách dành cho các sinh viên nước ngoài, đặc biệt là các sinh viên ở ngoài khối EU. Mình hy vọng là video lần này của mình làm sẽ đem lại một số thông tin bổ ích cho mọi người. Và đồng thời trong video thì mình cũng sẽ nhắc đến một số quan điểm cá nhân của mình trong việc thay đổi chính sách lần này. Nếu như mọi người có ý kiến gì muốn bàn luận và muốn chia sẻ với mình và các bạn khác thì đừng quên để lại comment ở phía dưới để chúng mình có thể nói chuyện với nhau nhé. Trong phần đầu tiên của video thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một số thông tin cơ bản về việc thay đổi chính sách lần này. Trên các trang báo mạng hay là trên các mạng xã hội thì mình thấy mọi người cực kỳ nhấn mạnh đến sự việc là từ năm sau thì Pháp sẽ tăng 15 lần tiền học cho các sinh viên của bậc cử nhân, thạc sĩ hay là tiến sĩ. Còn theo quan điểm cá nhân của mình thì để có được cái nhìn tổng quan và khách quan hơn về một sự việc hay là một sự thay đổi nào đấy thì chúng mình cần phải có nhiều thông tin hơn, những thông tin liên quan đến cái chủ đề đấy để có thể đánh giá được xem là mục đích của người ta là gì, những phương pháp người ta sẽ sử dụng hay là cái sự thay đổi đấy có dẫn đến những sự thay đổi tích cực khác trong tương lai hay không. Theo thông báo chính thức của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thì chính sách lần này có tên là Bienvenue en France hay tiếng Anh là Choose France và có hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất là thu hút sinh viên quốc tế đến với Pháp. Cụ thể là từ nay đến năm 2027 thì sẽ có khoảng 500.000 sinh viên quốc tế tại Pháp, so với con số hiện tại rơi vào khoảng 320.000. Và mục đích thứ hai đấy chính là thiết lập một sự công bằng, tức là sẽ cung cấp một số lượng học bổng cho các sinh viên khó khăn hay là những sinh viên xứng đáng từ nguồn thu từ những sinh viên có nguồn lực kinh tế tốt hơn. Việc thay đổi lần này thì sẽ liên quan đến 3 mảng chính. Mảng thứ nhất đấy chính là đảm bảo những điều kiện tiếp đón tốt nhất có thể dành cho sinh viên quốc tế đến với Pháp. Việc này có thể được thực hiện qua rất là nhiều hành động khác nhau, ví dụ như là đơn giản hóa thủ tục xin visa nước sở tại này, hay là quá trình dematerialization, tức là tất cả những cái thủ tục mà trước đây mọi người làm qua giấy tờ và phải gửi qua bưu điện ấy thì bây giờ thì mọi người có thể làm trực tiếp trên mạng. Như thế thì sẽ nhanh gọn và đơn giản hơn rất nhiều. Dành cho các bạn sinh viên đã kết thúc chương trình học tại Pháp thì cũng có một sự thay đổi tương đối lớn. Đây chính là từ tháng 3 năm 2019 thì khi mà mọi người có bằng thạc sĩ hoặc là một bằng tương đương đã trở về Việt Nam thì có khả năng sẽ được cung cấp giấy cư trú để trở lại Pháp để tìm việc hoặc là mở công ty. Điều này thì thay đổi khá nhiều so với những gì đang có hiện tại. Ví dụ như trong trường hợp của mình chẳng hạn, mình đã học xong bằng thạc sĩ rồi và mình sẽ được cung cấp một tờ giấy gọi là APS, tức là Autorisation Provisoire de Séjour, để có thể ở lại Pháp và tìm việc làm trong vòng 1 năm. Và nếu như một năm đấy mình tìm được việc làm thì mình sẽ được tham gia một quá trình là changement de statut để có thể có một cái statut salarié ổn định hơn và giúp mình ở lại Pháp làm việc trong thời gian sắp tới. Còn ngoài ra, nếu như trong trường hợp không may mắn không tìm được việc làm trong vòng 1 năm đấy thì mình bắt buộc phải trở lại Việt Nam và có thể tìm cách quay lại Pháp theo những cách khác chẳng hạn. Cái đấy thì mình cũng không rõ lắm. Điều này thì khá là có lợi với cả sinh viên Việt Nam, bởi vì sự thay đổi này sẽ giúp các bạn hoặc là các anh chị khi mà đã trở về Việt Nam rồi và muốn quay lại Pháp để tìm việc thì hoàn toàn có thể có khả năng quay lại đây và tiếp tục cái chặng đường tìm việc của mình. Thêm vào đó thì chính phủ Pháp cũng sẽ đưa ra một số chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế đến Pháp, ví dụ như kiểu là đón ở sân bay hoặc nhà ga này, hay là mở thêm các quầy thông tin của các trường để giúp các bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính, các thủ tục giấy tờ bên này một cách dễ dàng hơn, hay là hỗ trợ tìm nhà ở cho các bạn khi mà mới sang đây còn bỡ ngỡ. Mảng thứ hai mình nghĩ cũng là một mảng mà mọi người cực kỳ quan tâm, đấy chính là mức học phí mới dành cho sinh viên nước ngoài, đặc biệt là sinh viên nằm ngoài khối EU. Hiện nay thì cái mức học phí ở Pháp, như mình đã nói trong rất nhiều video trước, rất là ưu đãi cho sinh viên. Cụ thể là ở bậc cử nhân thì mọi người sẽ trả 170 € một năm, ở bậc thạc sĩ thì là 243 € và ở bậc tiến sĩ thì là 380 €. Và bây giờ với cái sự thay đổi chính sách lần này thì mức học phí sẽ tăng lên rất nhiều. Ở bậc cử nhân thì sẽ tăng lên thành 2.770 € một năm và ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ sẽ tăng thành 3.770 € một năm, tức là tăng khoảng 15-16 lần so với mức học phí hiện tại. Mức học phí mới này, tức là 2.770 € dành cho bậc cử nhân và 3.770 € dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ, được ước tính là bằng khoảng 1/3 chi phí đào tạo thực sự cho sinh viên, tức là chính phủ Pháp vẫn hỗ trợ đến 70% học phí của sinh viên nước ngoài. Ngoài ra thì để cân bằng lại với cái sự tăng học phí này thì chính phủ cũng sẽ cam kết là tăng số lượng học bổng lên từ 7.000 thành 21.000, tức là tăng gấp 3 lần lượng học bổng để có thể hỗ trợ những cái bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay là điều kiện gia đình không đủ khả năng chi trả cho tiền học phí ở bên Pháp.
Mảng thứ ba cũng là một mảng hơi vĩ mô hơn một chút, đấy chính là với sự thay đổi chính sách lần này thì chính phủ Pháp mong là sẽ có thể thúc đẩy nền giáo dục Pháp ở nước ngoài. Hiện nay thì một số trường đại học của Pháp đã có mạng lưới nước ngoài rồi, tức là có chi nhánh mở ở nước ngoài, nhưng mà thường thì sẽ là những trường lớn và những trường có tiềm lực kinh tế tốt hơn, và thường sẽ ít những trường công có thể có khả năng làm được việc này. Và với cái chính sách lần này thì chính phủ cũng mong là có thể tạo điều kiện cho những trường này để mở chi nhánh ở nước ngoài, từ đấy sẽ thúc đẩy cho các sinh viên Pháp này hoặc là các sinh viên quốc tế tại Pháp có điều kiện để sang một nước khác để học, để trau dồi kiến thức của mình ở một môi trường hoàn toàn khác. Ngoài những điểm mà đã có mặt trong thông báo chính thức của Thủ tướng Pháp thì có một số điểm mà theo ý kiến cá nhân của mình còn chưa được rõ lắm. Nếu như mọi người có thông tin thêm thì đừng ngại comment ở phía dưới để cho mình có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này nhá. Đấy chính là cái những đối tượng áp dụng thì sẽ là những ai. Việc rõ ràng nhất đấy chính là những sinh viên sẽ đăng ký lần đầu học ở Pháp. Nhưng mà với những sinh viên mà đang theo học thì sao, hay là với những sinh viên đổi bậc học từ licence sang master hoặc là từ master sang doctorat thì sẽ áp dụng như thế nào, sẽ áp dụng mức cũ hay là mức mới? Và còn một số trường hợp khác đặc biệt hơn, ví dụ như kiểu là khi mà bạn đã học một ngành này và bạn chuyển sang một ngành khác, bắt đầu lại từ đầu với licence 1 thì sẽ làm như thế nào? Bạn sẽ phải đóng mức mới hay là mức cũ? Hoặc là nếu như chẳng hạn như mình chẳng hạn, mình đang học dở master và sau đấy thì mình quyết định đi année séjour, đi gap year 1 năm, thì sau đấy khi mà mình trở lại thì mình sẽ được tính theo mức phí nào? Những cái điều này thì mình chưa thực sự rõ lắm và mình nghĩ là cũng cần phải có thêm một số thông tin chính xác thì mình mới có thể cung cấp cho mọi người được. Thế nên là nếu mà mọi người có thông tin thì đừng ngại giúp mình ở phía dưới nhé. Trong phần tiếp theo của video thì mình sẽ ngồi xuống và chia sẻ với mọi người một số quan điểm cá nhân của mình về chủ đề này. Bởi vì như mình đã nói ở phía trên ý, thì với mỗi sự việc, với mỗi sự thay đổi thì đều có những điểm trừ, điểm cộng, có những đối tượng bị ảnh hưởng này, có những mặt tốt cần phải lưu tâm và cũng có những cái mặt cần cải thiện, cần phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp. Và mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái điều này, đấy chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi. Và mọi người cũng có thể thoải mái chia sẻ những quan điểm cá nhân của mình ở phía dưới để cho mình biết, để cho các bạn khác có thể chia sẻ cùng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đề cập đến điểm trừ nhá. Mình nghĩ là với mỗi sự thay đổi trong điều luật hay là sự thay đổi trong hệ thống thì đều sẽ có một số người bị ảnh hưởng lợi ích, thậm chí là rất nhiều. Và mình nghĩ là với sự thay đổi trong điều luật lần này thì đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất đấy chính là những bạn sinh viên nước ngoài nói chung và những bạn sinh viên Việt Nam nói riêng có tiềm lực kinh tế không quá mạnh. Trong quá trình làm series về du học thì mình cũng có nhận được rất là nhiều phản hồi của mọi người, nhận được những tin nhắn từ các anh chị bạn muốn sang bên Pháp để đi du học, hỏi về việc là nếu như sang bên này, nếu như mọi người làm thêm thì có đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày không, hay là nên lựa chọn thành phố nào để có thể phù hợp với khả năng kinh tế của bản thân. Điều này thì mình thực sự hiểu bởi vì mình đã ở bên này 6 năm rồi và cũng có 5 năm theo học, và mình cũng là một người đã trải qua khá là nhiều việc từ làm thêm này rồi tìm những cái nguồn thu nhập khác để có thể trang trải cho chi phí của bản thân và không phụ thuộc vào bố mẹ. Thì mình nghĩ là điều này sẽ là một sự thay đổi rất lớn, một sự cản trở với những bạn mà tiềm lực kinh tế chưa đủ mạnh và vẫn muốn có khả năng du học Pháp. Thì những giải pháp mà mình nghĩ ra ngay lúc này đấy chính là, thứ nhất là mọi người nếu có khả năng thì hãy tìm những cái học bổng để sang bên này. Bởi vì như mình đã nói ở phần trên ý, thì số lượng học bổng sẽ tăng lên rất nhiều, tăng lên gấp 3 lần để mọi người có những cái cơ hội để sang bên này du học với mức phí không đắt lắm. Và thứ hai là có thể đăng ký những cái chương trình học mà công ty sẽ hỗ trợ cho họ học phí của sinh viên. Ví dụ như kiểu là năm ngoái thì mình có đăng ký vào cái format sung alternance, tức là vừa đi làm vừa đi học, và học phí của mình thì hoàn toàn được công ty chi trả luôn. Thì đấy cũng là một trong những cái biện pháp mà mình nghĩ đến hiện giờ. Và nếu như mọi người có biện pháp nào khác hay là có những cái thông tin gì để có thể giúp đỡ những cái bạn sinh viên trong trường hợp như thế thì mọi người như mình đã nói từ lúc nãy đến giờ hãy để comment ở phía dưới để cho mình và các bạn khác được biết nhé. Mình nghĩ là điểm trừ cho sự thay đổi lần này cũng đã tương đối rõ ràng rồi, đấy chính là ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đi du học của một bộ phận sinh viên quốc tế. Nhưng mà có những điểm cộng thì sao, những điểm tích cực nào mà chính phủ Pháp có thể thu lại được trong cái lần thay đổi này? Mình nghĩ thứ nhất là về con số tăng học phí 15 lần. Khi mà nhắc đến con số 15 lần thì mọi người nghe rất nhiều, nhưng mà thực ra nếu như mọi người nhìn vào con số cuối cùng, tức là học phí rơi vào khoảng 3.000 euro đến 4.000 euro một năm, và đặt lên bàn cân với những nước khác ngoài khu vực, ví dụ như kiểu là Mỹ, Úc, Canada, những nước ở châu Á, ví dụ như Singapore, Nhật Bản, hay kể cả so sánh với mặt bằng chung của những nước trong châu Âu, ví dụ như kiểu là Phần Lan này, Hà Lan này, Thụy Điển, Đan Mạch, thì cái mức học phí của Pháp cuối cùng cũng khá là thuận lợi cho các bạn sinh viên nước ngoài. Và mình nghĩ là nếu như sự thay đổi này, tức là sự tăng học phí này sẽ giúp cải thiện chất lượng giáo dục ở đây hơn, thì Pháp vẫn nên là một trong những điểm đến mà mọi người có thể suy nghĩ và mọi người có thể nhắc tới khi mà mọi người cân nhắc cái quá trình đi du học của mình. Mình sẽ cố gắng chèn trên cái màn hình này, tức là chèn trong video này, hay là để phía dưới một số thông tin liên quan đến mức học phí của các nước ngoài khu vực và trong khu vực, để mọi người có một cái nhìn tổng quát hơn, mọi người có những cái con số cụ thể hơn để có thể so sánh mức học phí mới mà Pháp sắp áp dụng vào năm 2019 với mức học phí đang có hiện tại ở các nước xung quanh nhé. Và ngoài ra thì như mình đã nói ở trên ý, sau khi tăng học phí xong, tức là cái mức 2.770 euro với bậc cử nhân và 3.770 euro với bậc thạc sĩ và tiến sĩ, thì cái mức hỗ trợ của nhà nước vẫn tương đối
nhiều rơi vào khoảng 70% cái chi phí học tập của bạn. Và mình nghĩ cái mức hỗ trợ này hoàn toàn không tệ so với những cái nước xung quanh hoặc là những cái nước mà không hề có sự hỗ trợ đến các sinh viên nước ngoài. Điểm cộng thứ hai, lợi ích thứ hai mà mình nghĩ đến đấy chính là việc khi mà học phí tăng lên thì chính phủ Pháp sẽ có ngân sách để có thể đầu tư vào những trường đại học công, ví dụ như kiểu là để nâng cấp cơ sở hạ tầng này, đầu tư vào chương trình giảng dạy hay là những mặt khác nữa. Dựa vào những cái điểm như thế này thì chất lượng giáo dục của Pháp sẽ tăng lên rất là nhiều và cải thiện được vị thế của giáo dục Pháp trên trường quốc tế. Và dựa vào trên những cái điểm thay đổi này thì sẽ thu hút được nhiều sinh viên quốc tế hơn, và từ đấy thì nguồn thu cũng sẽ tăng lên rất đáng kể. Mình lấy một ví dụ, chẳng hạn như bây giờ Pháp đã có những cái trường tư hay là những cái trường trong hệ thống trường lớn École de Commerce với mức học phí khá là cao, khoảng tầm từ 10.000 đến 15.000 một năm, tức là cao hơn rất nhiều so với những trường đại học công. Nhưng mà bù lại thì mình cũng có nói chuyện với cả một số người bạn theo học trong những trường này rồi, thì chất lượng giáo dục cũng khá là khác, ví dụ như kiểu là cơ sở hạ tầng thì hiện đại hơn này, mọi người sẽ có những cái trang thiết bị đầu tư vào các chương trình học rất là tốt, và ngoài ra thì sẽ có những cái project, tức là những cái chương trình trong lúc học ấy thực tế hơn này, được tham gia vào những cái project on the piece, được trải nghiệm những cái môi trường làm việc ở trong công ty ngay khi ở trong trường học, và như thế thì sẽ giúp các bạn sau này ra trường sẽ dễ tìm kiếm việc làm hơn. Và với những cái trường École de Commerce là những cái trường lớn mà nằm ở trên top trên của Pháp ấy, thì khi mà ra trường thì mọi người sẽ có một cái grille de salaire, tức là một cái mức lương khởi điểm cao hơn cũng tương đối nhiều so với các bạn ra từ những cái trường, ví dụ như kiểu là từ trường đại học công hay là trừ những cái môi trường bình thường khác. Điều cuối cùng mình muốn nhắc đến trong video này cũng không hẳn là một điểm trừ hay một điểm cộng, mà xuất phát từ một quan điểm cá nhân của mình sau một thời gian tương đối dài sinh sống và học tập tại đây. Đấy chính là với sự thay đổi lần này thì sẽ có khá là nhiều bất lợi với một bộ phận sinh viên quốc tế hay sinh viên Việt Nam giống như mình đã nói ở phần trước ý. Nhưng mà sẽ là một điều có lợi cho chính phủ Pháp. Vì sao mình lại nói thế? Bởi vì là hiện nay với mức hỗ trợ lên đến 90% hoặc là 95% mức học phí, thì cái phần 90%, 95% đấy sẽ được đóng góp thuế bởi người Pháp. Và kể cả sau này với mức học phí mới, tức là 3.000-4.000 euro một năm dành cho các sinh viên nước ngoài, thì cái mức hỗ trợ này vẫn ở mức 70%, và cái phần 70% đấy vẫn được đóng bởi người Pháp. Tưởng tượng tương lai xa hơn một chút nhá, tức là sau này khi mà bạn học xong rồi và bạn về Việt Nam thì bạn đã được hưởng những cái phúc lợi xã hội đấy, những cái quyền lợi đấy, và sau đấy thì bạn sẽ không đóng thuế cho nước Pháp nữa. Nhưng mà trong trường hợp mà bạn tính tương lai xa hơn một chút, bạn ở lại Pháp này, xây dựng cuộc sống ở đây này, thậm chí là có một tương lai rất rất xa nữa có thể trở thành công dân Pháp, thì những cái phần thuế này sẽ là do bạn trực tiếp đóng góp. Cũng không hẳn là một cái vấn đề công bằng hay không, mà thực ra là khi mà bạn đặt vào vị trí của người ta, đặt vào vị trí của một công dân Pháp, khi mà phải đóng rất là nhiều tiền thuế, dĩ nhiên là sẽ phục vụ cho con của bạn này hay là những cái công việc về sau, nhưng mà sẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần, bởi vì là những sinh viên nước ngoài khi mà đến đây thì được hưởng ưu đãi rất là nhiều, thậm chí nhiều khi còn hơn cả những sinh viên Pháp là có quốc tịch Pháp đang sinh sống ở đây nữa. Cũng là một điều tương đối đáng suy nghĩ. Mình đặt vào trong trường hợp, mình cố gắng thử đặt mình vào trong trường hợp đấy, thì mình cũng suy nghĩ tương đối là nhiều về cái chủ đề này. Đấy là tất cả những thông tin mình tìm hiểu được, cũng như là một số quan điểm cá nhân mà mình muốn chia sẻ với mọi người về chủ đề thay đổi chính sách lần này dành cho sinh viên nước ngoài. Nếu như mọi người có câu hỏi gì hay là có ý kiến gì muốn đóng góp bình luận thì đừng quên comment phía dưới để cho mình biết, và chúng mình có thể cùng nói chuyện với nhau, cùng bàn luận với nhau về sự thay đổi lần này nhé. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video lần này của mình. Nếu như mọi người thích video thì đừng quên like cho video và subscribe channel của mình phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và mình sẽ hẹn gặp mọi người trong video clip lần sau. Bye bye.